Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 3 làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2021, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nổi bật là duy trì nghiêm chế độ nền nếp, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, tham mưu chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quái Châu, huyện Tiên Lữ, diễn tập quốc phòng an ninh cho Sở Tài chính, tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao bảo đảm an toàn tuyệt đối, thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, tổ chức lực lượng và tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, duy trì nghiêm lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các hạng mục trong khu vực phòng thủ tỉnh, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ về địa phương, xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng chính quy, rộng khắp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đồng thời khẳng định Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên luôn coi việc đảm bảo quốc phòng an ninh là ưu tiên hàng đầu trong mọi giai đoạn phát triển. Vì vậy, công tác quốc phòng quân sự luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu được duy trì tốt, thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân cũng như các chính sách hậu phương quân đội, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người nghèo, từ đó đời sống người dân ngày càng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Có được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang tỉnh, còn có sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã thường xuyên quan tâm đồng hành, hỗ trợ địa phương trong mọi tình huống.